Nguồn tin từ cơ quan quan chức Nga tại Donetsk cho biết các cuộc tấn công mới đây của lực lượng Ukraine nhắm vào khu vực trên đã gây ra vụ cháy tại một trung tâm mua sắm và khiến ít nhất 7 người bị thương. Cụ thể, trong một bài đăng trên mạng xã hội Telegram, thống đốc Donetsk do Nga bổ nhiệm, ông Denis Pushilin cho biết lực lượng Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công lớn có chủ đích vào quận Bechovsky tại khu vực. Theo thông tin sơ bộ, 7 dân thường, trong đó có một thiếu niên đã bị thương. Dữ liệu về những người bị thương đang tiếp tục được cập nhật. Tuy nhiên, quan chức này không đề cập đến bất kỳ trường hợp tử vong nào. Trước đó, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời quan chức địa phương cho biết ít nhất hai người đã thiệt mạng trong vụ pháo kích vào một trung tâm mua sắm. Tuy nhiên, thông tin trên chưa được xác nhận chính thức. Phía Ukraine chưa bình luận gì về vụ tấn công này.